là vui và cũng rất là mệt, nhưng mà tất cả các bạn thấy ở đây là đang trang trí cho buổi đêm Hanukkah, đêm cao nguyên tình yêu Giáng sinh. Thì rất là vui, đây là lần đầu tiên tại giáo xứ mới Christ Our Savior, khi tôi cụ thể các anh chị làm rất là, phải nói là hết sức mình và cố gắng làm sao đưa một cái không khí Giáng sinh rất là vui để đón chào mừng Chúa Giáng sinh. Vậy thì mời quý vị đến tham dự nhé. Bây giờ thì đã có hơn 1.000 người tham dự rồi, rất là mừng. Cảm ơn tất cả quý bà và anh chị em, đặc biệt là cảm ơn Thiên Chúa, cảm ơn các thành đã cho cái event này thế nào cả ra. Chiều nay thứ sáu lúc 7 giờ ngày 9 tại nhà thờ Christ Our Savior, Chúa Kitô Cứu Thế. Hẹn gặp quý vị nhá. Và hôm nay là mình là vừa hát mà vừa búa luôn. Mừng nha, xin mời quý vị tới tham dự.